Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình Thuế và Cuộc sống hôm nay, chúng tôi sẽ thông tin đến quý vị và các bạn quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế. Những nội dung liên quan đến việc Chi cục thuế thành phố Kon Tum tiếp tục triển khai ứng dụng iTax Mobile cho các đối tượng là cá nhân không kinh doanh, cá nhân nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp cũng sẽ được giới thiệu tại mục điểm tin. Những thông tin đáng chú ý về chương trình Hóa đơn may mắn cũng sẽ được thông tin cụ thể trong chương trình Thuế và Cuộc sống hôm nay. Sau đây là nội dung chi tiết. Ngày 30 tháng 10 năm 2022, Chính phủ ban hành Nghị định 91 sửa đổi bổ sung Nghị định 126. Ngày 19 tháng 10 năm 2020, quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế. Theo đó, một số quy định được điều chỉnh liên quan tới công tác quản lý thuế. Nghị định 91/2022 bổ sung quy định về thời điểm kết thúc thời hạn thực hiện thủ tục về quản lý thuế. Nếu trùng với ngày nghỉ theo quy định thì ngày cuối cùng của thời hạn được tính là ngày làm việc liền kề sau ngày nghỉ đó. Khoản 2 điều 1, Nghị định 91 bổ sung thêm trường hợp người khai thuế thu nhập cá nhân là tổ chức cá nhân trả thu nhập thuộc trường hợp khai thuế thu nhập cá nhân theo tháng quý mà trong tháng quý đó không phát sinh việc khấu trừ thuế thu nhập cá nhân của đối tượng nhận thu nhập thì không phải nộp hồ sơ khai thuế. Khoản 3 điều 1, Nghị định 91 quy định tổng số thuế thu nhập doanh nghiệp đã tạm nộp của 4 quý không được thấp hơn 80% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp theo quyết toán năm. Nghị định 91 cũng quy định về tạm nộp lợi nhuận sau thuế, còn lại sau khi trích lập các quỹ của doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ. Trong đó, tổng số lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ đã tạm nộp của 4 quý không được thấp hơn 80% số lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ theo quyết toán năm. Nghị định 91 cũng đưa ra quy định cụ thể về việc chủ sở hữu sàn thương mại điện tử phải khai báo cơ quan thuế thông tin của người bán hàng như tên, mã số thuế, số điện thoại liên hệ. Nhằm tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa công tác quản lý thuế, Chi cục thuế thành phố Kon Tum đã tham mưu đẩy mạnh công tác phối hợp tuyên truyền, triển khai cài đặt ứng dụng iTax Mobile đến các đối tượng là cá nhân không kinh doanh, cá nhân nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, cá nhân có nghĩa vụ tài chính liên quan đến đất đai, cá nhân có nghĩa vụ về lệ phí trước bạ phương tiện trên địa bàn thành phố. Đồng thời bố trí nhân sự tổ chức hướng dẫn về cách cài đặt và ứng dụng iTax Mobile cũng như xử lý những vướng mắc trong quá trình sử dụng ứng dụng của người nộp thuế. Tính đến cuối tháng 10, Chi cục thuế thành phố Kon Tum đã triển khai cài đặt ứng dụng iTax Mobile cho trên 2.300 cá nhân hộ kinh doanh trên địa bàn thành phố, đạt 95%. Ngoài ra hướng dẫn cài đặt cho khoảng 1.000 cá nhân không kinh doanh có phát sinh nghĩa vụ thuế, phí khi đến giao dịch trực tiếp tại cơ quan thuế. Việc đưa ứng dụng iTax Mobile vào hoạt động không chỉ cung cấp các tiện ích tốt nhất cho người nộp thuế, mà còn là một bước tiến có ý nghĩa quan trọng, góp phần vào công cuộc chuyển đổi số của cơ quan thuế, của ngành tài chính nói riêng và công cuộc chuyển đổi số quốc gia nói chung. Trên ứng dụng iTax Mobile, nghĩa vụ thuế của cá nhân được tích hợp để có thể tra cứu nộp thuế điện tử với giao diện thân thiện, dễ sử dụng, giúp người nộp thuế tiết kiệm thời gian thực hiện các thủ tục hành chính, tiết kiệm chi phí đi lại và có thể kết nối trực tiếp 24/7 với cơ quan thuế. Để sử dụng ứng dụng, người nộp thuế cài phần mềm iTax Mobile tại các kho ứng dụng của Apple hoặc Google và cài đặt lên thiết bị di động. Thưa quý vị và các bạn, liên quan đến việc cài đặt ứng dụng iTax Mobile đối với những trường hợp chưa có tài khoản giao dịch thuế điện tử, người nộp thuế có thể đăng ký tạo tài khoản trên ứng dụng iTax Mobile hoặc qua cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế hiện trên màn hình. Thưa quý vị và các bạn, sau khi triển khai chương trình Hóa đơn may mắn quý 2 năm 2022 vào sáng ngày 26 tháng 10, ngày 15 tháng 11, tại Cục Thuế Kon Tum đã diễn ra lễ trả thưởng cho các cá nhân hộ kinh doanh may mắn trúng thưởng chương trình Hóa đơn may mắn trong kỳ quay thưởng quý 2 năm 2022. Việc triển khai chương trình Hóa đơn may mắn góp phần khuyến khích người tiêu dùng lấy hóa đơn điện tử khi mua hàng hóa, dịch vụ, cũng như tạo lập thói quen mua hàng hóa phải có hóa đơn chứng từ hợp pháp, qua đó bảo vệ tối đa quyền lợi người tiêu dùng.
Để tìm hiểu rõ hơn về những nội dung liên quan đến chương trình này, phóng viên Đài Phát thanh và Truyền hình Kon Tum đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Thắng Văn, Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Kon Tum. Đầu tiên xin cảm ơn ông đã nhận lời mời trả lời phỏng vấn của Đài Phát thanh Truyền hình Kon Tum. Thưa ông, câu hỏi đầu tiên là xin ông cho biết là mục tiêu của ngành thuế đặt ra khi mà triển khai cái chương trình hóa đơn may mắn là gì? Chương trình hóa đơn may mắn với các cái mục tiêu đầu tiên là khuyến khích người mua, người tiêu dùng là lấy hóa đơn trong quá trình là mua hàng hóa, sản phẩm dịch vụ, và cũng như là thay đổi cái thói quen tiêu dùng, tạo cái văn minh tiêu dùng, cứ mỗi lần mua là đều phải lấy hóa đơn. Thứ hai nữa là khuyến khích người bán là sử dụng hóa đơn điện tử có mã cơ quan thuế nhiều hơn, thì thông qua đó là nhằm quản lý thuế tốt hơn và hạn chế cái rủi ro về thất thu thuế. Dạ vâng, vậy thì đối tượng nào sẽ được tham dự chương trình hóa đơn may mắn thưa? Đối tượng tham gia chương trình hóa đơn may mắn bao gồm tất cả các hóa đơn điện tử có mã cơ quan thuế và đảm bảo đầy đủ thông tin người mua người bán. Và đồng thời đối tượng tham gia hóa đơn may mắn này là bao gồm tất cả các cá nhân mà mua có lấy hóa đơn điện tử nói trên. Thưa ông, vậy thì chương trình hóa đơn may mắn sẽ được thực hiện như thế nào và có đảm bảo cái sự công bằng trong cái quá trình thực hiện không thưa ông? Chương trình hóa đơn may mắn được xây dựng thiết kế dựa trên cái nền cấu trúc của Tổng cục xây dựng thống nhất và được phê chuẩn và chuyển về cho 63 tỉnh thành thực hiện. Và quá trình thực hiện ở địa phương luôn luôn tuân thủ theo cái nền đặc sản của Tổng cục. Quá trình thực hiện cái hóa đơn may mắn cũng có sự giám sát của hội đồng giám sát. Hội đồng giám sát này do chủ tịch tỉnh ký quyết định. Bên cạnh đó cũng có sự giám sát của báo đài, các kênh truyền thông, thông tin đại chúng cũng như các cái trang thông tin của ngành thuế, thì có thể nói là đảm bảo công bằng, minh bạch. Ông có thể cho biết là cái công tác trao thưởng đối với khách hàng mà trúng thưởng hóa đơn may mắn trong cái quý 2 năm 2022 sẽ được thực hiện như thế nào? Vừa qua là chương trình hóa đơn may mắn quý 2 tại Cục Thuế Kon Tum là thông qua việc sàng lọc là 6.111 cái hóa đơn đủ điều kiện để tham gia chương trình hóa đơn may mắn. Thì vào ngày 26 tháng 10 là Cục Thuế đã triển khai theo chương trình đặt ra, có sự giám sát của hội đồng giám sát. Thông qua đó là đã quay thưởng và có 14 hóa đơn gồm 14 cá nhân trúng thưởng. Thì theo quy định thì Cục Thuế cũng đã ban hành quyết định trúng thưởng. Và hôm nay là ngày 15 tháng 11 thì Cục Thuế cũng sẽ mời các cái cá nhân mà trúng thưởng này về trao thưởng theo yêu cầu đặt ra, là phải đảm bảo trao đến tận tay người trúng thưởng. Tuy nhiên là trên toàn quốc thì những cá nhân mà mua hàng hóa mà may mắn trong cái đợt quay thưởng trúng thưởng quý 2 cũng như các quý tiếp theo thì cũng có thể là người trúng thưởng ở xa, thì Tổng cục cũng có cơ chế cho phép là sau khi xác định thông tin định danh một cách rõ ràng cụ thể, đảm bảo đủ điều kiện để nhận thưởng, thì nếu ở xa mà không nhận được thì cũng cho phép là chuyển khoản. Thưa ông, xin ông cho biết là trong thời gian tới thì chương trình hóa đơn may mắn sẽ được tiếp tục triển khai như thế nào thưa ông? Chương trình hóa đơn may mắn thì Tổng cục đặt ra một quý một lần. Về nguyên tắc chung là cứ sổ chương trình hóa đơn may mắn quý này thì làm sao chậm nhất ngày 15 của tháng đầu quý sau phải trao xong thưởng. Tuy nhiên cái quý 2 vừa qua là triển khai là trong tháng 10, cái này là cái chung của toàn quốc. Do vậy mà quý 3 thì không thể làm kịp, thì Tổng cục Thuế cũng cho phép lồng ghép là quý 3 và quý 4 làm chung một lần. Nhưng vẫn phải đảm bảo là làm sao trả thưởng trước ngày 15 tháng 1 của 2023. Thì Cục Thuế cũng đã vạch ra cái chương trình kế hoạch rồi. Sắp tới đây là cứ theo nguyên tắc đó mà làm. Còn các quý tiếp theo, quý 1 và 2023 trở đi thì cứ mở thưởng quý 1 thì ngày 15 của tháng 4 là phải trả xong. Đó là cái nguyên tắc chung nó như vậy. Vâng, một lần nữa xin cảm ơn ông đã nhận lời mời trả lời phỏng vấn của Đài Phát thanh Truyền hình Kon Tum. Thưa quý vị và các bạn, thói quen mua hàng thanh toán tiền mặt không lấy hóa đơn điện tử không những khiến người bán hàng khó khăn trong việc quản lý doanh thu, tạo kẽ hở để các cá nhân kinh doanh trốn thuế, gây thất thu thuế cho nhà nước, mà còn gây bất lợi cho người mua hàng khi xảy ra các vấn đề tranh chấp hoặc chứng minh tiêu dùng hợp pháp.
để khuyến khích người tiêu dùng xây dựng thói quen sử dụng hóa đơn điện tử khi mua hàng hóa, dịch vụ, Tổng cục Thuế triển khai chương trình hóa đơn may mắn tại 63 tỉnh thành trong cả nước. Tại Kon Tum mới đây, chương trình hóa đơn may mắn triển khai kỳ quay thưởng đầu tiên với kỳ vọng dần tạo ra sức lan tỏa đến người tiêu dùng thói quen mua hàng sử dụng hóa đơn điện tử. Ngày 26 tháng 10 năm 2022, dưới sự giám sát của Hội đồng giám sát chương trình hóa đơn may mắn, Cục Thuế tỉnh Kon Tum tổ chức chương trình quay số hóa đơn may mắn quý 2 năm 2022 dành cho các hóa đơn của địa bàn tỉnh Kon Tum. Con số hơn 6.000 hóa đơn đủ điều kiện tham gia chương trình do Cục Thuế tỉnh Kon Tum và các chi cục thuế quản lý trên hệ thống hóa đơn điện tử cho thấy một bộ phận người tiêu dùng đã dần tạo dựng được thói quen sử dụng hóa đơn điện tử khi mua hàng hóa dịch vụ. Mình mua lớn hay mua nhỏ mình phải có một cái hóa đơn. Mình có một hóa đơn thì mình sẽ biết được là những cái này nó là bao nhiêu tiền, cái khoản này nó bao nhiêu tiền thì mình mới biết được. Để sau này mình mới mở rộng ra được. Chứ giờ mình cứ không biết là mình không lấy hóa đơn thì mình không biết là cái này là bao nhiêu tiền. Mình về ai hỏi mình không biết là tôi quên rồi, tôi lấy hóa đơn tôi quên rồi. Đã không đúng. Mình phải lấy hóa đơn. Mình hóa đơn đầy đủ hết. Ví dụ như nó sai mình còn tìm tới cái người đó để mình bảo là cái này là giá này nó không phải rồi, sai rồi. Để phải trả lại tiền cho tôi. Đó, mình phải làm như thế thì nó mới được có đầy đủ được. Bằng chứng và bằng cớ được. Thì tôi thấy là chủ trương của nhà nước mình nói chung và bên chi cục thuế nói riêng thì làm thực hiện cái cách mà hóa đơn điện tử này là hay. Thì giờ là mong muốn của tôi là sẽ lan tỏa cho mọi người. Như chẳng hạn như tôi thì là sẽ vận động người thân, người quen để mình đi vào cái sử dụng hóa đơn này. Thấy cũng khỏe nữa, mà tiền lời nữa, nhanh nữa. Mà vì thứ hai nữa là cũng góp một phần là thu được cái nguồn ngân sách nhà nước tốt. Tiếp nối chương trình quay số hóa đơn may mắn quý 2 ngày 15 tháng 11 tại Cục Thuế tỉnh Kon Tum đã diễn ra lễ trả thưởng cho các cá nhân hộ kinh doanh may mắn trúng thưởng chương trình hóa đơn may mắn trong kỳ quay thưởng quý 2 năm 2022. Qua rà soát, trong số 14 hóa đơn may mắn được lựa chọn ngẫu nhiên, có 11 cá nhân hộ kinh doanh đủ điều kiện nhận thưởng. Tại lễ trao thưởng, Cục Thuế tỉnh đã trao 11 giải thưởng tổng giá trị 26 triệu đồng cho các cá nhân hộ kinh doanh. Trong đó có 8 cá nhân hộ kinh doanh nhận thưởng trực tiếp tại lễ trao giải, 3 cá nhân nhận thưởng qua hình thức chuyển khoản. Được nhận các giải thưởng tại chương trình hóa đơn may mắn không chỉ là niềm vui đối với các cá nhân may mắn trúng thưởng mà còn cho thấy chỉ cần tạo lập thói quen mua hàng hóa, dịch vụ, sử dụng hóa đơn điện tử, các cá nhân không chỉ tự bảo vệ được quyền lợi của mình, đóng góp thuế cho nhà nước mà còn có cơ hội nhận giải thưởng từ chương trình hóa đơn may mắn. Tôi rất bất ngờ khi mà bưu điện mang cái giấy mời tới, là đến khi tôi đọc thì tôi biết được là mình là rất hạnh phúc. Mà tất cả thành phố Kon Tum rất là lớn, nhưng mà biết bao nhiêu quán lớn cũng không thể có được. Nhưng mình thì quán rất là nhỏ, nhưng mà thật sự nói thì mình cũng rất là cảm ơn tất cả Đảng và nhà nước đã quan tâm tới mình. Từ ngày 2016, tôi cũng thường xuyên mua hàng và lá hóa đơn. Thì tôi nhận thấy lá hóa đơn là tốt nhất cho mình và đóng góp cho cơ quan nhà nước. Khi được nhận giải thưởng dễ nhất này, tôi rất là hồi hộp, lại vất hồi hộp, không biết nói gì. Mình rất cảm ơn bên chi cục thuế và đã giao cho trúng thưởng đó. Còn lần này tôi sẽ tiền cộng đồng viên các anh chị em phải mua hàng, phải nên lá hóa đơn và cho thứ đóng góp bên nhà nước và có cơ hội phải trúng thưởng như mình. Hóa đơn tham gia chương trình hóa đơn may mắn bao gồm các hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế, có đầy đủ thông tin định danh của người mua. Chương trình đảm bảo việc lựa chọn hóa đơn trúng thưởng khách quan, công khai, minh bạch, có sự giám sát chặt chẽ của Hội đồng giám sát. Tiếp nối thành công của chương trình hóa đơn may mắn quý 2 năm 2022, chương trình này sẽ được Cục Thuế tỉnh tiếp tục triển khai trong những quý tiếp theo. Qua đó, tạo lập thói quen mua hàng hóa phải có hóa đơn, chứng từ hợp pháp, bảo vệ tối đa quyền lợi người tiêu dùng.